Ủa bà Dương, sao bà không kiếm ông chồng Úc nào để cưới để được định cư đi? Trước giờ tôi cũng thấy nhiều người bình luận vậy nè. Sao không kiếm thằng chồng Úc nào đó cưới rồi đó lại, dễ mà. Hay tệ hơn là kiếm thằng Úc nào đó đẹp nó bắt nó bầu đi, rồi đừng ở lại thôi. Tan tan tan. Ủa bộ bây giờ kiếm người yêu nó dễ dữ vậy ta? Giống như là đi ra chợ mua bó rau vậy đó hả? Trời đất ơi, tình yêu là duyên số, là số phận, là song phương. Chứ mà muốn kiếm là có, không có là được, mất con là có con đâu. Bây giờ có nhiều vấn đề xảy ra lắm. Chưa chắc có con là được ở lại nha. Nhưng mà có nhiều người không tính ở lại nha. Nhưng mà tự nhiên cái vô tình duyên số ta gặp được bạn trai bạn gái của ta, ta ở lại Úc là chuyện bình thường. Còn cái chuyện làm dịch vụ là khác à? Là phải có nhà nè. Thứ nhất á, là mình không có nhu cầu ở lại. Thứ hai là mình cũng không muốn chi quá nhiều. Thứ ba là có rất là nhiều cách để ở lại, chứ không phải là chỉ có mỗi cái chuyện kết hôn. Ví dụ như là đi học nè, rồi đầu tư nè, nhiều cách lắm. Chứ là bây giờ Việt Nam tốt mà, chứ đâu phải là cứ đi nước ngoài là tốt đâu. Tại vì giống như cái gu mỗi người thôi. Có người thích ăn cá nhưng có người ta đâu có thích ăn cá. Thì có người ta thích ở lại nhưng mà đâu phải ai cũng thích ở lại đâu. Bởi vậy cho nên là mọi người đừng có thần thánh hóa cái chuyện ở bên nước ngoài quá. Tại vì Việt Nam mình bây giờ cũng có rất là nhiều cơ hội. Rất là nhiều bạn bè mà nó bên nước ngoài, khi mà họ về Việt Nam rồi họ vẫn nói là ở Việt Nam rất là nhiều cơ hội mà họ không về. Mọi người đừng có nghĩ là phải đi ra nước ngoài. Như vậy nhiều khi mình lại tự đánh giá thấp đất nước của mình á.